Một bạn xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với một chiếc xe siêu lướt đang có mặt cho anh chị và các bạn có thể thấy qua thì là một chiếc Ford Everest phiên bản Titanium một cầu. Với bản này là bản của model 2023 anh chị nhé. Xe sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, chính chủ, biển tỉnh và chính xác là biển Phú Thọ anh chị nhé. Đấy, những đường nét sơ qua tổng quan về nội và ngoại thất của chiếc xe thì em sẽ quay sơ qua đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Chiếc xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto, địa chỉ đơn vị là số 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Về tổng thể, ở phần đầu xe nó có đã thay đổi rất nhiều từ hệ thống bóng đèn đến những cái chi tiết mặt ca lăng. Những đường led của chiếc xe giúp cho chiếc xe nó khỏe khoắn và hầm hố hơn. Tính năng an toàn của chiếc xe cũng trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn như hệ thống cảm biến trước sau. Với những con mắt cảm biến nó còn đẹp như này cho ta thấy cái tỷ lệ sơn zin của chiếc xe nó còn gần như là tuyệt đối. Những đường nét tổng quan sơ qua về ngoại thất nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể yên tâm. Đây là những cái chi tiết về hệ thống rãnh nốp và những cái phần đết nốp của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đầy đủ cho anh chị và các bạn. Với đết nốt của chiếc xe là 2022 anh chị nhé. Cái mâm này nó có hơi xước sát một chút do quá trình di chuyển sát lề. Cái này thì xử lý nó cũng dễ thôi. Khi anh chị và các bạn đến xem xe cảm thấy ưng rồi thì em sẽ cho đi phay xước lại thôi. Cái đấy thì nó cũng đơn giản, không có gì cả. Nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đây là những cái đường nét tổng quan về ngoại thất sơn si. Với những đường nét chi tiết như là hệ thống mấu nối hay là những cái phần sơn si của nó vẫn còn đồng màu. Xe thì vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Cái tầm giá của chiếc xe này nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ mốt thôi là anh chị các bạn có thể sở hữu một mẫu mới với đầy đủ tiện nghi, tính năng, option, hệ thống cốp điện. Với không gian bên trong anh chị và các bạn có thể thấy là cái hàng ghế thứ ba gần như là chưa sử dụng tới, vẫn ly lông còn nguyên, chưa bóc hết. Rồi là những cái đường đinh tán, tất cả các chi tiết này để mình có thể khám phá. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng khoảng một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm cho quá trình sử dụng sau này. Ở cái bản 2023 thì nó hơi tiếc một chút là cái bản một cầu nó lại cắt mất cái phần là gập ghế điện. Ở phiên bản đời cũ thì nó sẽ có trang bị gập ghế điện ở phía sau, điều hơi đáng tiếc. Nhưng mà cái những đường nét chi tiết tổng quan về hệ thống bóng đèn hậu này, rồi những các chi tiết thiết kế của chiếc xe làm cho chiếc xe trở nên khỏe khoắn và ưa nhìn hơn. Đây là những cái phần tiện nghi ở không gian hàng ghế thứ hai anh chị và các bạn có thể tham quan cùng em. Với những cái đường tôn gập này vẫn còn nguyên bản anh chị này. Rồi đây là những cái phần này là phần chỉ anh chị nhé. Rồi những cái chi tiết táp ly, nhiều các chi tiết của chiếc xe nó bọc ra nhiều hơn. Và những cái chi tiết họa tiết này anh chị có thể thấy nó giúp cho chiếc xe nó trở nên sang trọng hơn. Bên trong đây thì với những phần con ốc bản lề, tất cả các chi tiết này em đều quay cho anh chị và các bạn có thể khám phá và đánh giá được là xe nó còn nguyên bản hay không. Với hệ thống ghế ngồi của chiếc xe thì trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống ghế ngồi màu nâu. Và những cái chi tiết đường nét họa tiết ở bên trong ghế của chiếc xe nó làm cho cái vẻ ở bên trong nội thất nó sẽ nổi bật hơn. Hệ thống cửa gió điều hòa thì nó trang bị trên nóc trần. Ở chính giữa trung tâm thì nó sẽ có cái điều chỉnh chỉnh gió này, rồi là hệ thống cổng sạc 120V này, rồi là cổng USB. Đấy. Những phần tay nắm cửa mở cửa của chiếc xe nó được thiết kế cũng thay đổi. Đấy, chị bạn bấm trong này. Xe thì có mở cửa thông minh cánh lái và cánh phụ anh chị nhé. Và đây là những hiện trạng thực tế ở cánh lái của chiếc xe với những cái tiện nghi như là hệ thống loa này, hệ thống đèn viền này, rồi là các phím bấm chức năng, khóa cửa trung tâm. Bên trong đây thì nó sẽ có tích hợp hệ thống mở cốp này cũng như là hệ thống chỉnh đèn. Đấy, thẻ nhắc bảo dưỡng của chiếc xe anh chị đây nhé. Hệ thống vô lăng của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có set cruise, tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Ở bên trong đây là những phần lách chuyển bài. Đấy, hệ thống màn hình này đã được thay thế bằng cái màn hình to cỡ lớn với đầy đủ tiện nghi cũng như là tiện ích để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Cần số này, phanh tay điện tử này, những cái chi tiết
chống chân trượt, cân bằng điện tử, hệ thống phanh này, rồi là hệ thống cam hành trình cũng được nâng cấp đầy đủ rồi. Các bác mua chiếc xe này tiết kiệm được khá nhiều đấy ạ. Bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe. Nó mới nguyên như từ trong hãng ra thôi, chả có cái gì cả. Vấn đề bây giờ quan trọng nhất của một chiếc xe này thì bây giờ là cái giá cả. Anh chị và các bạn cảm thấy nó phù hợp thì là mình có thể nhấc xe về nhà thôi. Chiếc Ford Everest phiên bản Titanium 1 cầu sản xuất năm 2022, model 23, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 1 tỷ 180 triệu. Giá thì còn giảm và thương lượng, hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp 70% giá trị xe. Về thời gian vay, lãi suất cụ thể chi tiết thì các bác có thể liên hệ em, kết bạn Zalo, em gửi bảng kê chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.